Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như là kênh bonsai mini TNCT. Và hôm nay là ngày 12 tháng 4, thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái lô linh sam 86 ha. Thì con có từ cái dạng nhỏ cho đến dạng phôi to, thì cô chú mình xem tham khảo thấy ưng cái dạng nào thì liên hệ vườn con. Và vườn con có đóng hàng gửi hàng toàn quốc, và một số cây thì vườn con có bao ship và một số cây vườn con không bao ship, thì cô chú mình xem tham khảo nha. Thì con nói như thế nào thì cô chú mình thấy ưng ý, giá hợp lý thì liên hệ vườn con. Và hiện tại thì như trên màn hình cô chú mình đang thấy, đây là những cây linh sam 86 vườn con đã chiết nhánh và thuần chậu vô một cái chậu to, và cây chi tàn nó rất là bự luôn. Thì vườn con đã cắt cột lại rồi ép lại chậu nhỏ vô chậu C5 như thế này và nuôi dưỡng cho cây nó đang ra chi tàn rất là tốt. Thì dạng này á, mục đích là để về cô chú mình ghép tiêu cảnh hoặc là uống những cây bonsai mini nhỏ nhỏ. Và giá bên vườn con hiện tại đang bán là 29.000 một cây như thế này, thì cô chú mình có thể mua về ghép tiêu cảnh ha. Có tiêu cảnh sẵn thì mình mua về mình đặt vô thôi, mình nuôi dưỡng từ từ. Còn một xét một bên đây thì cũng do nhu cầu cô chú mình yêu cầu con làm những cái cây mà nó to to hơn xíu để về làm bonsai mini á, thì vườn con cũng có làm. Thì cô chú mình thấy nè, nó to hơn cái dạng 29.000 rất là nhiều. Và giá của nó chỉ mắc hơn 10.000 thôi, là 39.000 cây cho cái loại chậu trắng này và cái chậu đen bự này ha. Thì cây thì cũng nuôi dưỡng trong cái chậu rất là to chứ cô chú. Rồi ép chậu lại nè, cắt cục và ép chậu lại, rễ bọng rồi nó cũng khá là ok rồi. Đó, già rồi. Thì về cô chú mình có thể là cắt tỉa những cái chi nào mà không cần tới, rồi mình vô dây mình uống ha, làm những cây bonsai nhỏ nhỏ. Cũng là linh sam 86 nha. Clip này con chỉ giới thiệu linh sam 86 thôi. Và dạng này cũng là 39.000. Thì cây rễ bọng đồ vườn con cũng ép lại rồi nâng lên như thế này. Thì cô chú mình xem tham khảo, nó khá là bự hơn cái dạng 29 nha. Đó. Còn sát một bên đây là linh sam phôi. Linh sam phôi cái dạng nhỏ như thế này thì giá 70.000, 80.000 một phôi. Đó, rất là nhiều kiểu và nhiều dáng khác nhau, thì cô chú mình có nhu cầu mua cái loại phôi 86 thì liên hệ vườn con. Giá rẻ 7-80 ha. Còn ở bên này là giá 100. Giá 100, 120, 150 tùy theo phôi. Thì cũng rất là nhiều dáng khác nhau luôn. Đây là những phôi linh sam 86 đó, trồng ở dưới đất để cho cô chú mình về làm những cây bonsai loại nhỏ ha. Vườn con đã cắt đồ lại hết rồi. Rồi thì con xin báo giá lại nha. Loại nhỏ là 29.000. Chỗ tay con đang chỉ nè. Còn cái loại hai cái chỗ tay con đang chỉ là 39.000 đó. Còn ở hai cái phôi này là giá từ 70.000 cho đến 140, 150 một phôi. Nó tất cả các giá con đang báo những cái cây này là chưa có bao gồm phí vận chuyển ha. Thì cô chú mình có muốn mua thì alo vườn con. Vườn con đóng hàng gửi hàng toàn quốc nha. Thì cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ rất là nhiều. Thì con cũng xin kết thúc và tạm dừng tại đây nha. Rồi, con xin mến chào ạ.